Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Eros đến từ Working Dia. Theo ra dự án Eros này thì mọi người có cơ hội nhận được là 400 token Watt, tương đương cả 10 đô. Ok, để tham gia dự án Eros này thì mọi người vào link trong phần mô tả cho mình, sau đấy chatbot làm nhiệm vụ trên Telegram yêu cầu. Đầu tiên vào đây bấm Start, sau đấy bấm Join Eros. Ở đây mọi người sẽ follow kênh Twitter, nhiệm vụ đầu tiên, sau đấy bấm Register nhé. Mọi người kênh group và kênh channel tham gia Telegram, ở đây bấm tham gia kênh này, sau đây chat cho người tử ở đây rồi quay trở lại join vào kênh channel Telegram, bấm tham gia kênh. Ok rồi quay trở lại Eros, bây giờ bấm register, ở đây nhập mã captcha, sau đấy mọi người sẽ điền địa chỉ email của mọi người vào. Ok, tiếp theo là chỉ ví, ở đây copy địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BNC của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc ví MetaMask nhé. Ok, sau khi vào đây sao chép địa chỉ ví cho mình. Rồi, tiếp đến quay trở lại Eros, gửi địa chỉ ví vào đây cho mình. Ok, tiếp theo follow kênh Twitter, sau đấy mọi người copy profile link kênh Twitter của mọi người gửi vào Eros. Bấm theo dõi kênh này, dự án khá mới cũng có ít người tham gia dự án mọi người nhé. Quay trở lại Eros, gửi địa chỉ, gửi profile lên kênh Twitter của mọi người vào đây cho mình nhé. Ok, tiếp đến là retweet là bài đăng. Ở đây mọi người nó bảo chỉ người retweet là bài đăng thôi. Comment nhé, mọi người nhớ retweet và comment bài đăng này. Ở bài đăng này bấm thích này, sau đó retweet này và comment. Mục đích comment để mọi người sẽ copy link này để chia project. Rồi bấm tweet lại, đồng thời bấm tweet xem này. Đấy, để mọi người sao chép lại cái link này. Sau đấy gửi vào Eros. Ok, tiếp đến là nhiệm vụ vote ở trên coin Godpeer nè, mọi người sẽ mở lên. Rồi, ở đây bấm login này, login vote này. Đăng nhập tài khoản Gmail hoặc là tài khoản mạng xã hội của mọi người nhé. Ok, bấm đã vote nhé. Đồng thời có thể chụp ảnh màn hình lại xem nào. Nếu như mọi người bảo hành chính, rồi quay trở lại Eros. Ok, ở đây bấm tôi đã vote này. Rồi đúng chụp ảnh màn hình. Mọi người sẽ gửi cái ảnh vừa chụp xong lên đây cho mình. Đây bấm vào đây, bấm mũi tên này. Sau đó bấm upload này. Chọn ảnh vừa chụp xong. Bấm chọn. Rồi bấm upload. Sau đấy nó sẽ có một cái link ở đây nhé, mọi người sao chép lại cái link gửi tiếp này, link này cho mình. Bấm sao chép cái link này. Sau đó mọi người sẽ gửi vào Telegram. Ok. Ở đây tiếp tục vote ở trên coin Inspire, mọi người cũng vote và chụp ảnh màn hình lại. Rồi kéo xuống dưới này, bấm đăng nhập cho mình. Bấm đăng nhập tài khoản này. Sau đó login. Tích vào tôi không phải là người máy. Rồi và bấm vote. Sau đó chụp ảnh xin shot lại mọi người. Ok. Quay trở lại Eros. Ở đây mà ở đây mọi người sẽ bấm tôi đã vote này,
Ok, đồng thời gửi ảnh đã vote lên đây cho mình. Bấm upload này. Ok, sao chép link này. Rồi quay trở lại Eros. Gửi link vào đây. Ok, tiếp theo join vào kênh chân lưu dự án. Ở đây bạn đã join thì bấm tôi đã join này. Follow like và retweet kênh liên kết dự án nhá. Sau đấy bấm tôi đã follow này. Ở đây bấm don. Và cuối cùng mọi người sẽ có một link rep mọi người chia sẻ bạn bè người thân để tham gia dự án này đó. Bấm my menu. Sau đó bấm my buy lệnh cho Suzu. Với dự án này mọi người sẽ nhận được 400 token WAP. Giá trị tương đương cả là 10 đô mọi người nhé. Và dự án này sẽ có 5.000 người may mắn sẽ nhận được token. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo. Và đừng quên cho mình like nữa, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.